Hi, xin chào các bạn nha. Thì chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm video là mình đi coi giá thử. Hôm nay là ngày 25 Tết nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi coi thử cái giá bông ở cái khu vực Trắng Thổ. Là cụ thể là mình sẽ đi vào cái chỗ đoạn mà cái đường ngay chỗ người ta xây những cái thư viện luôn các bạn. Cái chỗ mà cuối một á, thì mình sẽ đi vào đó à. Chào chào anh, cái chậu mấy chậu này cửa nhiêu anh? Không ăn không gì đâu, có thầy mình cái này giá là triệu rưỡi à. Quả không ngon, không ngon đi đó hả? Cây 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 này lớn hơn không? Coi thử giá nào được hơn. Cây này là lớn hơn đúng không? Nay bán được cây ở đây hồi mình chở tới một máy anh chở gì biết hai mươi à, đây là của ấm luôn hả? À, 1,5 triệu. Dạ dạ. Anh ơi, mấy chậu này có nhiêu anh? 1,5 triệu à. Coi là chậu nhỏ là bao nhiêu? Đồng giá hả? Cái này mới được triệu. Còn cái màu gì ta? Màu tối không có rõ nữa. Là tất cả đều 250 luôn hay sao? Anh mua là ngày cửa chừng nào tới Tết vừa là cửa mấy loại nào được anh? Đúng không? Vậy là anh mở ra. Dạ. Và giờ nó bung liền luôn. Mở ra nó bắt đầu nó bung rồi. Anh nữa là này nghỉ bữa nay làm 5 này ngày 6, 6 rồi chiều. 7 lần nữa chơi được ngày 1, 2 chơi ra luôn. Cái hôm nay mở ra cái này mở sớm mà làm cái này là bị lố. Ừ. Trả lời liền anh. Ok. Màu mấy cái này là mình chở nhập về đâu anh? Nhập từ ngoài. À, ok. Cái này mình mới ngày hôm nay mới về luôn. Đi đêm coi dạo dạo tí. Dạ dạ rồi. Rồi cảm ơn anh nha. À đúng rồi, một cúc luôn. Dễ xa luôn rồi. Ủa với là nguyên hàng lên là anh bao xu hết vậy? Lớn vậy ta? Thấy đều ghê ha. Mấy chậu này cửa vô cửa nhà là bao nhiêu anh? Dạ. Mấy chậu cửa nhà này? Dạ. 500 ngàn. 500. Em cũng thích mấy chậu cửa dài nhỏ nhỏ hơn tí. Tầm này mấy cái này nó đều. À nó đó cái cửa vậy đó.
500 thấy anh. Họ ủa cây cái bông đẹp ta. Ủa anh mấy cái chậu là con gì ta? Đi ngoài. Đi. Lâu lâu rồi cái chậu này nó bán bao nhiêu chậu đây? Mấy bông nhỏ nè. Đi ngoài. Dạ. 100 mà. Một chậu là 100 thôi chị. À, đây con tiền nó đỏ. Bông này bông gì nó lạ ha. Ui. Bông này bông gì vậy đây? Bông nó đỏ rồi chứ. Đi ngoài. Mày bóng bông không? Mày á. Đây nè, cái chậu bông gì anh hỏi giá bao nhiêu nè. Mấy chậu này nè anh. Đây 30 rồi. Đặt ơi, phụ anh cái này đặt. Đây đây là gọi bông gì anh? Mình bắt thấy đường. Bạch thấy đường nè. À. Chậu này con chậu này. Con mấy con chậu chỗ đặt rồi. Ấy là bao nhiêu? À. Mấy chậu con chậu này lớn là bao nhiêu anh? 100 cái này cũng đẹp, cũng lạ. Mới về tới. Rồi rồi. Đi đâu? Có ai con thấy chậu. Đẹp nè. Chậu 50 thôi. Chậu này bao nhiêu? Thôi đi em một bà một tí rồi. Rồi có đi lên quanh lại nha. Rồi cảm ơn anh, để lát nữa em coi đi có thử. Một bà một qua tới được cái nào con mua. Coi thử đã. Đây lựa lựa chứ. Để mình sớm mà. À, ra lại hai chồng này. Đi đèn lên em ơi. Cũng để đến coi thử con bà nó ở. Mua mưa mua bao nhiêu lượng mua thành ra mấy chậu này như thế thì 8 à. Còn mấy chậu nó thường dưới bán 500 như thế ta. Hả? Thường dưới nó bán bự bự hơn chút 500. Đây để đó mà. Đây chậu bự mà. Giá chậu 50 đó bán sáng 500. 250 hả? Ừ. 250 luôn nè, để đó là nó bán 6 ngàn cặp. Ui, giờ này 250 hết nè. Cái loại này đúng không? Đây là đẻ đó này. Đẻ đó. Đó này nó bán 6 ngàn cặp nè. Đây là nó bán 6 ngàn nè.
Cửa này bao nhiêu chú? Là hai chậu là 500 rồi. Còn bán lẻ. Rồi. Để nó gộp lại rẻ. 250. Ủa nay có vận chuyển tới nhà nữa. Như cái chậu lớn hơn đúng không? Cái gì nãy em nghe cái gì pha lê là đẻ đó gì đó, đây là đẻ đó đúng không? À nó nữa hả? À 250 đại đó, còn cái này là nó mua cái gì kìa? À cũng xem cái đó đúng không? Dạ. Cái này cái chậu nhiêu á? Bao nhiêu? 150 một chậu hả? Còn mấy cây em kia thử rồi. Còn mấy cái chậu họ này 15 là nguyên cái chậu nào cũng 15 hết thôi. Phải được. Còn mấy cái chậu này là bao nhiêu chậu? Ủa bên kia nó bắn mát dưới đây. Thôi cảm ơn anh chị, để em đi vòng vòng. Đó như vậy các bạn. Giờ này mình đi các bạn thấy không, chưa ai mua bông đâu. Ít người mua lắm. Nay mới có 25 mà. Rồi thì mình kết thúc video này nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì các bạn hãy like, share video này cho nhiều người cùng biết và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.